Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Vâng, quý vị khán giả đừng quên giờ phát sóng của chương trình nha, 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Việt. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ngôi sao để đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, đã diễn viên trẻ Thanh Trực. Chan. Hello anh Trôi. Ôi. Rất vui khi có mặt em ở đây ngày hôm nay. Dạ. Ngày hôm nay em sẽ gặp được một người nào đấy và họ rất là thần tượng mình. Nhưng mà ngược lại thì em cũng được gặp thần tượng của em. Ví dụ như là anh Phi. Em nói thiệt. Để anh đi làm gì? Mọi người đã coi thằng Bờm chưa? Nói dối như cụi rồi đó. Để anh đi làm gì Trực? Dạ. Quá khứ là quá khứ. Tôi vẫn là MC của chương trình ngày hôm nay. Không biết là em lấy thông tin ở đâu ra để biết được là có một cái người yêu thích em đến với chương trình? Dạ thì mọi người mời em, mọi người nói vậy mà. Vậy là mọi người đã nói thiếu ý. Vậy hả? Có những khách mời đến đây, những vị khán giả phải nói là ghét cái người đó quá. Ôi. Ghét tới mức là kiểu tôi không còn muốn nghe gì ngoài nữa. Tôi muốn gặp trực tiếp người đó để coi người đó có thật sự đáng ghét như tôi nghĩ hay không. Sợ liền. Giải chút xíu thôi, và ngay bây giờ xin mời vị khán giả may mắn của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Em có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết được là em tên là gì, đến từ đâu không ạ? Xin mời em. Em tên là Kim Hân, em đến từ Đồng Nai. Đồng dạ. Nai. Anh thấy ghi trong cái bảng là em nói là em rất ghét những gì Thanh Trực và muốn tới đây. Có, dạ, có. Sai quá. Sai, chị, vậy thì cái gì mới đúng ta? Dạ là em rất rất hâm mộ diễn viên Thanh Trực. Ngày hôm nay em sẽ có cơ hội đặt những câu hỏi hóc búa nhất và Trực sẽ phải trả lời thành thật nhất. Chỉ cần trả lời gian dối sẽ trả lời lại. Ủa chỉ vậy thôi hả? Chứ vậy làm sao? Bây giờ chúng ta sẵn sàng đến vòng đầu tiên chưa ta? Dạ rồi, em sẵn sàng. Vòng đầu tiên rất đơn giản. Dạ. Có vài câu hỏi để hỏi hai bạn. Chỉ cần hai bạn đưa ra đáp án trùng với nhau. Dạ. Là em có quyền đặt một câu hỏi riêng dành cho Trực. Dạ. Còn nếu như không trùng thì em sẽ không có cơ hội hỏi cái câu hỏi đó, mà dạ, cơ hội đó sẽ dành cho anh. À dạ. Anh cũng có quyền hẹn hò cùng ngôi sao mà. Đúng không? Dạ, đúng rồi, đúng mà. Rồi. Vâng, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng đầu tiên, đó chính là chuyện trò cùng ngôi sao. Mình có cái bảng chưa ạ? Dạ rồi ạ. Câu hỏi nếu mà đúng thì chúng ta giơ cái dấu tay màu xanh lên. Dạ đây. Còn nếu mà câu đó em nghĩ là sai thì chúng ta giơ cái dấu X. Dạ. Ok. Dạ, ok. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Trực là một người sống nội tâm, đúng hay sai? Hết. Yeah. Sao em biết? Thì em cảm nhận. Khoan, trước khi trả lời xin mời Trực nhìn vô máy ạ. Em nội tâm. Không, anh muốn Trực nhìn vô máy và nói là thưa các bạn, dù câu hỏi như thế nào, dù đáp án là sao thì tôi vẫn hứa tôi sẽ trả lời trung thực 100%. Thưa các bạn, dù câu hỏi có như thế nào, dù đáp án có ra sao thì tôi cũng sẽ khẳng định tôi trả lời trung thực 100%. Tuyệt vời. Diễn viên mà nói gì nói lại chen. Thêm từ gì hết. Rồi. Dạ. Tại sao em nghĩ Trực là một người sống nội tâm? Có theo dõi anh Trực thì theo em thấy thì anh Trực khá là nội tâm. Với lại em nghe đồn là anh Trực rất thích chó. Đúng rồi, anh thích chó. Dạ. Rất thích chó, nuôi chó. À. Dạ. Thì thường những người thích chó thì họ sẽ thường có một cái nội tâm khá là phong phú. Dạ. Trực ơi. Dạ. Tại sao Trực lại nghĩ là mình là một người sống nội tâm? Em sinh ra đã là vậy rồi, chứ đâu phải em nghĩ đâu. Ồ. Vậy là cái bạn Trực hôm bữa anh gặp là bạn khác. Cái bạn mà đầy ngoại tâm. Gọi là một cái con người khác trong Trực. Không phải, có nghĩa là gì nè. Đôi khi á, em rất là dễ hòa đồng, rất là dễ vui vẻ với mọi người. Đặc biệt là chơi với anh em trong nghề mình thì rất là vui, đúng không? Nhưng mà về nhà một mình thì em sẽ có những cái thú vui riêng. Và càng ngày thì các cuộc hẹn hò và gặp gỡ nó càng giãn ra nhiều hơn. Cho tới bây giờ thì em hầu như rất là ít. Cái hôm mà gặp anh chắc là cái hôm mà em xả hết mọi thứ luôn á. À,
Câu hỏi đầu tiên chính xác. Bây giờ em sẽ dành câu hỏi nào cho chú bé hướng nội này đây? Em thấy là các vai diễn của anh á, giống như cái vai Út Thận ở trong Nhà Trọ Của Quá Trời Phòng nè. Sao vậy anh? Sao vậy? Quá dài hài, nghe tới là mắc cười. Là anh cười chưa? Cười rồi. Anh cười thiệt á. Anh có làm vậy với thần tượng em được. Ok, vai đó ok lắm nha chị. Em muốn ăn cà ri và uống cà ri trong quán của Tơ. Em không trả tiền, em hết tiền rồi. Cuối cùng là mới ăn cái gì? Đúng vậy, đó. Ghét ai vô tình một đó hoa cứ quên tặng hoài lỡ ngày mai đi ta nhậu rồi còn chi kỷ niệm. Tóm lại ai đây cũng tặng được chi ghen thì không. Em thấy là những cái vai diễn của anh nó kiểu hài hước, đem lại tiếng cười cho khán giả nè, với lại rất là tích cực luôn. Thì không biết là ở ngoài đời anh có bao giờ có suy nghĩ tiêu cực chưa, và cái lúc đó là trong khoảnh khắc nào? Nhiều chứ. Không, anh đang nghiền ngẫm câu hỏi. Nghiền ngẫm câu hỏi. Có cái cú ôm cua hơi gắt. Nhưng mà thực ra đây là một câu hỏi hay lắm luôn á. Tại vì bản thân em á, khi mà em đi diễn hài á, thật ra thì xuất phát điểm của tất cả các anh chị em trong trường sân khấu của tụi mình á, là đều muốn là làm cho khán giả cười. Dạ. Cái điều đó là cái điều mà diễn viên luôn muốn làm. Tại vì khi mà mình mang lại cái nụ cười cho người ta, đầu tiên cái người sướng á, không phải là họ mà là mình. Dạ. Nhưng mà làm sao tránh khỏi những cái giai đoạn gọi là tụt mood trong cuộc sống. Mình rất là dễ bị tiêu cực. Đặc biệt em là một cái người anh Phi, em rất là nhạy cảm ở trong tất cả mọi chuyện. Và không phải chuyện gì mình cũng có thể dễ dàng buông bỏ nó xuống. Cho nên đôi khi những cái đó mình ôm trong lòng hoài, nó trở thành một cái vết thương. Và từ từ thay vì mình trị liệu nó, thì bây giờ mình không trị liệu, mình bỏ mặc nó. Nó mưng mủ lên và nó làm cho mình đau hơn mỗi ngày. Mỗi khi mà ai chạm vào cái điều đó là mình sẽ rất đau. Nhưng mà bây giờ mình cố gắng mình tập và mình chấp nhận cái cuộc sống của mình. Thật ra là mỗi ngày mình thức dậy là mình đã cảm thấy mình may mắn hơn mọi người rất nhiều rồi, đúng không? Từ đó anh mới tập buông bỏ dần và ok, mình sống với một cái tinh thần thoải mái hơn. Thật nhân văn biết bao. có thể so sánh như một vết thương mưng mủ, nhưng cái hình ảnh đó là đúng. Nhưng anh vẫn chưa thấy cái điểm mấu chốt cho cái câu trả lời của bạn. Cái sự tổn thương của em gần đây nhất, cái sự tiêu cực đó nó diễn ra khi nào? Đợt vừa rồi lúc mà em đi quay xa, đợt đó em đi quay ở Hà Giang. Nhà em thì nuôi 9 con chó thôi. Thì mất hết 4 con. Và đó là cái điều tổn thương. Dạ không, em suy sụp luôn chứ không phải tổn thương luôn nha. Đúng là anh, đối với những người thích chó là sẽ bị như vậy đó. Cảm ơn em. Dạ. Đã đặt những câu hỏi như thế này để cho tôi thấy được một cái giao diện khác của Trực. Đôi khi tụi anh là đồng nghiệp, tụi anh chơi nhau, nhưng đôi lúc anh không thấy được cái điều này đâu. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Lần gần đây nhất mà Trực phải khóc không phải do đóng phim, đúng hay sai? Đúng. Đúng. Em nghĩ khóc lúc nào vì bốn con chó? Thì đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Lúc đó đó. Câu này tàn nhẫn đúng không? Câu này hỏi xoáy và vết thương đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, để anh lựa lời nói cho khéo. Dạ. Ủa Trực ơi. Dạ. Cái giọt nước mắt gần đây của em là không phải là diễn xuất. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Và em khóc vì lý do gì ạ? Bốn con chó. Thông tin này dính tới hai câu luôn. Dạ đúng rồi, dễ đoán. Nhưng mà thật ra nếu như mà không phải vì mấy bạn cuốn nhà em thì mình vẫn có thể khóc được mà. Có rất nhiều lần em khóc không phải xem Doraemon. Vì em xem Doraemon. Cái phim mới đây đúng không? Đúng anh? Rồi, cái Doraemon Stand By Me. Yeah. Có. Anh thì đã xem cái đó chưa? Có chuyện nào mà ba người nói chung được không? Doraemon mà khóc là sao? Tại vì cái phần Doraemon mới nhất á, tên là Stand By Me, về câu chuyện Nobita và bà của Nobita. Mọi người cố gắng hoàn thành cái ước mơ cuối cùng, đó là bà được xem cái đám cưới của Nobita. Dạ đúng rồi. Em biết là đây, mấy cái đó nó rất là trẻ con, nhưng mà nó chạm vô tinh thần của người châu Á anh ơi. Không phải, tại anh chưa được coi. À vậy hả? Ồ ok. Mình lướt qua câu này để tranh thủ về nhà coi phim nào. Cái phim đó làm cho Trực khóc hả? Dạ, em nhớ bà ngoại em. Ồ, vậy là em đã hoàn thành. Em đã trả lời đúng. Đúng. Em có quyền đặt một câu hỏi hóc búa dành cho Trực của chúng ta. Ok. Trong cái bộ phim Rừng Thế Mạng á, là anh đóng vai nhân vật Kiên. Cái bộ phim đó hình như là nó khác với lại cái nhân vật trước đây của anh á. Nó hơi gai góc, mang tính mạo hiểm hơi nhiều á. Thì không biết là trong cái quá trình đóng phim đó anh có cái nỗi ám ảnh nào nhất không? Anh có thể chia sẻ được không?
Nỗi ám ảnh lớn nhất của anh ở trong bộ phim đó là lần đầu tiên mình được nhận một vai chính điện ảnh và mình phải thực sự trở thành nhân vật đó. Mọi người hay nói với nhau là phải có cái tôi diễn viên kiểm soát lại cái tôi của nhân vật để mình không làm cho nó bị overacting lên. Nhưng mà đối với phim Đừng Thế Mạng thì có lẽ là anh đã hóa thân thành Kiên 100%, và mãi về sau khi mà bộ phim off máy rồi, em vẫn sống trong cái cảm xúc đó, em không thoát ra được anh. Và mãi sau trước đó khoảng 2-3 tháng sau á, mình mới từ từ buông ra được, chứ không phải là buông ra một cái là được liền. Thì đó là cái điều mà chắc là anh ám ảnh nhất. Sợ đánh mất mình à? Sợ đánh mất mình á. Bởi vậy mới có một anh Kiên quá xuất sắc trong phim đó cho em coi. Đôi khi về tới nhà anh nghĩ Trực sẽ có cái cảm giác là nó thoải mái tới mức là mình nhớ lại những cái khắc khổ ở trên đó. Dạ đúng rồi. Và nó làm cho cái lòng của mình kiểu tôi muốn điều đó, tôi muốn trải qua điều đó một lần nữa. Đó là anh Kiên nó đang muốn đó. Dạ 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 đúng rồi. Hầu như em trải qua cái cảm giác đó mỗi ngày luôn á. Trực ám ảnh về cái chuyện là Trực không thoát được vai. Đó là ám ảnh tâm lý của người làm nghề. Còn đây là cái ám ảnh mà anh muốn hỏi thiệt nè. Cái con ếch kia em ăn á, nó thật sự kinh tởm đúng không? Nó chữ kinh tởm để nói về cảm xúc của em lúc đó chắc là 1/10. Nó còn sống anh ơi. Và thật sự lúc đó nhân vật rất đói và người ta cần được ăn. Thì đó là cái thứ mà người ta duy nhất người ta có thể ăn. À, phải đánh đổi rất nhiều. Em ăn 3 con luôn á anh Phi. Anh thử không? Trời, tối nay anh định làm một cái cháo ếch cho chị. Tự nhiên em chia sẻ câu chuyện này xong cái anh ngại quá, chắc hôm nay anh ăn cháo trắng hoặc vịt muối. Anh nghĩ vậy cho nó nhẹ nhàng. Như các bạn thấy, diễn viên của chúng tôi ngoài những cái giây phút mà rực rỡ trên sân khấu, chúng tôi cũng có những cái khoảng rất tối. Dạ. Và phải rất nỗ lực chúng ta mới vượt qua được đúng không? Dạ đúng ạ. Lúc đó thì không có gì ngoài cái lòng yêu nghề chứ. Hay quá. Chỉ có lòng yêu nghề mới giúp những cái diễn viên như thế này vượt qua được cái ngưỡng đó thôi. Dạ dạ dạ. Tất cả cũng chỉ muốn mang đến cho các bạn những cái thước phim chân thật nhất. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho những diễn viên trẻ như Trực, như chúng tôi, để chúng tôi có thể hoàn thiện mình và trưởng thành hơn. Cảm ơn khán giả rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây, bây giờ chúng ta đến với gọi tiếp theo ha. Dạ. Một câu hỏi có tính chất đứng núi này trông núi nọ. Khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật, Thanh Trực muốn trở thành ca sĩ đúng hay sai? Trời ơi. Đúng luôn. Hiểu dữ ta. Em biết thông tin này từ đâu à? À, em có coi một clip mà anh Trực vừa hát vừa nhảy. Năm mười mấy tuổi á. Hơi bị chuyên nghiệp nha. Có mấy cái clip như vậy luôn hả Trực? Dạ có. Năm đó em 14 tuổi, năm nay em 30 tuổi rồi. Đành lòng buông xuôi hết, đành lòng buông trôi hết. Vì lòng này muốn em ra đi về nơi chốn vui. Dù lòng anh hối tiếc, dù lòng anh đắn đau, vì thật tâm của anh vẫn muốn cùng em mãi yêu. Chỉ mong em sau này dù tình đã hết với nhau, hãy giữ lại chút duyên ta luôn bạn bè với nhau. Em thấy không có gì thay đổi hết anh. Không yeah, có gì thay đổi. Yeah. Em bị lão quá ngược hả Trực? Em nói thiệt á. Là 14 tuổi là em đã thích ca hát. Dạ. Lúc đó em đã ý thức được là mình chọn diễn viên hay là mình chọn ca sĩ chưa? Hay là lúc nó chỉ đó là một cái đam mê tuổi thơ thôi? Thật ra con đường em chọn nó không phải là ca hát, mà là con đường em chọn là trở thành một diễn viên nhạc kịch. Nhưng mà dòng đời đưa đẩy thì em trở thành một diễn viên thôi. Còn chữ nhạc kịch em chưa làm được. Lo gì còn dài mà. Dạ, chúng ta rồi còn rất nhiều thời gian. Dạ. Để Trực có thể tạo ra những cái điểm sáng bất ngờ như vậy. Ai hốt. Mình vẫn đợi đúng không? Dạ. Rồi, như vậy là trong cái đáp án này thì em lại đúng. Có vẻ như em hiểu Trực hơn cả anh nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi vô Trực đi em. Dạ, nếu nha, sau này á mà con đường phim ảnh của mình nó phát triển mà gọi là anh hài lòng rồi á, thì không biết là mình có muốn quay trở lại với lại cái việc đi hát không? Mình sao? Có muốn tham gia chuyên nghiệp không? Trả lời đi, sao ngại đúng không? Cỡ gì? Ngại liền, ngại liền. Hỏi một câu quá sắc sảo. Anh nghĩ là vậy nè. Thời điểm này anh đóng phim là bởi vì anh thực sự đang rất đam mê về điện ảnh. Nhưng mà song song đó, cái đam mê của mình nó mang lại cái giá trị vật chất cho mình rồi á, thì mình lại muốn hoàn thành thêm những cái ước mơ khác nữa của mình. Ví dụ như có thể trở thành một diễn viên nhạc kịch chẳng hạn. Và anh hy vọng một ngày nào đó cái anh đi đóng phim đủ tiền rồi, anh sẽ có thể dựng một vở nhạc kịch để anh có thể tự mình được thỏa sức với cái đam mê của mình. Dạ, yeah. Em ủng hộ. Yeah. Em ủng hộ. Yeah. Yeah, yeah. Anh ủng hộ. Anh, mơ em ước mà. Yeah. Rồi. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi soi mói về tình yêu, về gia đình, về nội tâm. Trong tình yêu, Trực làm
Chuyện gì tình cảm? Chuyện trong tình yêu, các em nghĩ câu sau là làm sao biết ai yêu ai chân thành, cái bài hát á. Chân thích đối phương là một người có cá tính mạnh mẽ, đúng hay sai? Tại sao em nghĩ là trực lại là một người thích đối phương của mình là một người cá tính? Trực chưa đủ cá tính hay sao? Anh Trực là một người nội tâm á. Thì thường á, theo em nghĩ những người nội tâm á thì họ thường sẽ thích một cái gì đó mạnh mẽ, một cái cá tính trái ngược với mình để có thể bổ trợ cho cái sự nội tâm của mình. Em nghĩ vậy hả? Nghĩ là sai rồi. Không, anh không nghĩ vậy đâu. Trực chỉ nội tâm khi ở nhà một mình thôi. Còn khi mà Trực gặp bạn bè của mình thì Trực nội ngoại phức tạp lắm. Đúng rồi. Nhưng mà họ có nhiều cái nguồn năng lượng để in vào cái câu chuyện đó lắm. Dạ. Cho nên anh nghĩ cái nội tâm nó chỉ là cái sự sâu lắng mà Trực giấu giếm ở nhà thôi. Dạ. Còn Trực, bạn không thích một người đồng hành cá tính hay sao? Nếu mà gặp đúng người thì mình vẫn yêu thôi. Nhưng mà cái việc cá tính á, nó là một cái việc tốt. Nhưng mà đối với trong cái cuộc sống như cuộc sống của em á, đôi khi em nghĩ là em không thể handle được những bạn cá tính quá. Tại vì mình còn rất nhiều khuyết điểm, và đôi khi mình cũng không có thể chu toàn được cho cuộc sống cá nhân của mình hay là của người yêu mình nữa. Không phải là mình sẽ không thích họ, mình vẫn sẽ thích họ, nhưng mà để đến được với nhau thì hơi khó. Mất nhiều công sức hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Câu hỏi này em trả lời sai rồi. Rất cảm ơn em ngày hôm nay. Em đã đặt những câu hỏi phải nói là nó rất là gia đình luôn á. Anh không nghĩ em là một cái người fan hâm mộ mà tới hỏi Trực luôn á. Anh nghĩ giống như kiểu bé ba ở dưới quê 6 năm chưa gặp anh Trực, vừa gặp anh Trực. Anh Trực ơi, trên đó nó dậy hả anh Trực? Anh thấy câu chuyện này rất thú vị. Rất cảm ơn em. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng tiếp theo. Thử thách cùng ngôi sao. Vâng thưa các bạn, vâng thưa các bạn. Và cùng bầu không khí bóng đá rực lửa diễn ra ở đâu đó, tôi không biết. Gì vậy? Sorry. Hòa chung bầu không khí rực lửa. Run. Vâng, luật chơi rất đơn giản. Ở đó các bạn có 10 quả bóng màu sắc sặc sỡ tung tóe. Nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ phải sút bóng vào khung thành. Dạ vâng. Trong vòng 10 trái đó chỉ cần hoàn thành được 5 trái coi như chiến thắng. 5 trái mới thắng. Em nghĩ trong cái trường hợp này 1 trái rồi cũng đã thắng rồi. Tinh thần lạc quan tích cực của các bạn đâu ạ. Ghê chưa? Giống như hai đội riêng luôn á. Cảm xúc riêng hoàn toàn. Tôi sẽ làm thủ môn. Xin mời. Lượt đấu đầu tiên bắt đầu. 1, 2, 3. Trời ơi. Trời hay vậy, suốt gì mà chính xác vậy? 1, 2, 3. Trời ơi, xém vô. Lượt thi đấu thứ 3. 1, 2, 3. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Thật tuyệt vời thưa các bạn, với tài năng năng lực của mình, Trực và bạn đồng hành của mình đã sút một trái banh vào lưới. Chúng ta chỉ còn 4 trái nữa thôi. 4 trái nữa. Chỉ còn 4 trái nữa thôi. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Giống như đó. 1, 2, 3. Xém quá. Sao lần này chính xác dữ vậy? Chúng ta chỉ còn lại 5 quả bóng. Mà nhiệm vụ chưa bao giờ khó khăn đến thế. 1, 2, 3. Trời ơi. Thật sự là năng lực sao? 1, 2, 3. Ý trời. Một mình em làm cũng không xong nữa. Rồi, bây giờ tôi mời hai bạn gỡ cái đó ra. Bây giờ tôi không muốn ép các bạn nữa. Tôi không muốn ép các bạn, nhưng các bạn thích ép tôi. Được. Và bây giờ bạn nữ. Dạ. Bạn có 2 quả bóng. Dạ. Chân cũng. Ủa cái này trò chơi của mấy bạn mà đâu phải của tôi đâu. Rồi. Nhưng mà anh đang bị phạt. Xin mời. Không có còn cột chân gì nữa nha. Phải cố gắng nỗ lực hết mình nha. Ôi, trời ơi, giỏi khung thành. Mời em tiếp tục. Còn 2 trái danh dự, tụi em được làm nốt luôn mà. Xin mời em. Thật ra thì thua thì cũng đã thua rồi đó. Danh dự, danh dự.
Danh dự. Xin mời em. Em gái, chúng ta vẫn còn một lượt. Dạ. Xin mời em. Cố lên. Tuyệt vời thưa các bạn, không gì tuyệt vời bằng dù đã có sự hỗ trợ của công nghệ VAR, của tổ trọng tài, của đội đối phương, rất nhiều thứ. Các bạn chỉ ghi được hai trái vào goal. Chợt nghĩ như thế nào ạ? Em nghĩ em đá banh hơi tệ nha. Đâu, phải thêm chữ rất nữa. Rất. Rồi, còn em thì sao? Cảm giác như thế nào khi mình là người duy nhất đá banh vào lưới? Mình hơn thần tượng của mình luôn á. Dạ em là hơn thôi. Hơn. Hơn thôi. Không có hơn thần tượng em. Tuyệt vời, anh đánh giá cao cái sự thành thật này. Ok, trò chơi đơn giản mà. Thắng thì có quà. Dạ. Thua thì bị phạt. Nhạc vang lên, các bạn sẽ phải nhảy làm sao đó nó thật sự ấn tượng nhưng mặt không được thay đổi cơ mặt. Hình ảnh của các bạn chúng tôi sẽ lưu lại. Ủa? Làm bằng chứng. Hai bạn thuộc về nhau, hai okay. bạn xứng đáng có hơn nhiều hình phạt như vậy nữa. Bắt đầu, music. Có động tác, có bộ động tác này nữa, có bộ động tác này nữa. Em, anh chấm em 10 điểm. Em nhảy dạng dĩ, không ngại ngùng. Dạ. Mặt vẫn cọc. Con trực. Sao ạ? Bạn thật sự mang đến niềm vui cho mọi người. Bạn nhảy trong buồn cười phết. Thật sự giải trí, cảm ơn chị. Ok, đây là phần quà của chương trình. Dạ. Chỉ có một người được nhận thôi. Dạ. Và anh xin nguyện trao nó cho trực. Ủa sao vậy? Đây là phần quà dành riêng cho em. Còn bạn fan không có quà gì hết, tới chơi cho vui, buồn ha. Đúng ra nghệ sĩ là kiểu phải có quà cho khán giả tới dạ. với mình. Nhưng mà anh nghĩ là chắc cũng có nội tâm, có cái chuyện riêng gì đó. Cho nên em cũng đừng buồn quá nếu như không có quà. Không, thực ra thì em cũng đang định trao cái này lại cho bạn. Ồ kìa, người ta nói kìa. Cái em định nói cái gì? Em nói là em sẽ trao lại cho bạn. Trời, chương trình không hề dàn xếp luôn nha em. Thôi, chịu quá nhận quà em hả? Dạ. Xin mời. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, thì nhân cái dịp này á, thì em rất là cảm ơn chương trình đã cho em có dịp được gặp gỡ anh, một thần tượng mà em rất là thích. Với lại là thông qua chương trình á, thì em biết thêm được nhiều điều về anh nữa. Dạ. Vui không? Vui về thần tượng của mình. Dạ, vui. Dạ. Với lại là em được gặp gỡ, giao lưu với lại một MC rất là dễ thương, đẹp trai nè. Sao mấy điều đó em hay nói cuối chương trình quá vậy? Đúng rồi. Để người ta dễ cắt á. Để người ta dễ cắt á. Với lại là những cái điều quan trọng thì mình nên đến cuối đó anh. Nhưng em vui không? Dạ vui. Anh cũng rất vui khi em đến với chương trình. Dạ. Cảm dạ. ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh. Vâng, còn Trực thì cũng không còn gì để nói. Ủa? Cũng không còn lời lẽ gì để dành cho Trực. Một vị khách mời tuyệt vời. Em rất cảm ơn mọi người vì đã cho em cái cơ hội rất là lớn như vậy. Nhưng mà đối với em đây là một cơ hội để em gặp những cái người gọi là yêu quý em, thần tượng em. Em cũng chưa bao giờ nghĩ em là một thần tượng của bất kỳ ai. Em chỉ nghĩ em đang làm tốt nhất công việc của em thôi. Và công việc của mình được công nhận bởi người khác thì không có gì vui sướng bằng. Và ngày hôm nay em đến đây em còn được gặp anh Phi nữa. Anh Phi cũng là một một người anh lớn rất là nhiệt huyết trong nghề. Và hy vọng là sau chương trình này rồi chúng ta vẫn sẽ luôn cố gắng hết mình với cái công việc của mình đang theo đuổi. Và cháy hết với đam mê của mình. What? Thôi, không có buồn. Không buồn có gì đâu. Ok, đó là tất cả những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị khán giả trong chương trình này. Và các bạn đừng quên giờ phát sóng của chương trình nhé, 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Chương trình được hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Trực cũng xin nhắn gửi đến tất cả những khán giả của Trực rằng là chúng ta hãy luôn lạc quan, luôn yêu đời. Và nếu những ai đang làm nghề diễn viên giống như Trực thì hy vọng là các bạn
cũng giống như là cùng đồng hành cùng Trực quan sát cuộc sống này, mang hết những cái cuộc đời bên ngoài kia mà người ta chưa có kịp kể ra để mình kể giùm họ, nói giùm họ. Em thấy anh Trực là một người rất là thân thiện, hòa đồng với lại dễ thương nữa. Thì thông qua cái việc tiếp xúc với anh Trực thì em có thêm được nhiều cái động lực để có thể hoàn thành tốt cái công việc sau này của mình.